phương Tây cắt viện trợ, Ukraine rơi vào đường cùng. Lính Ukraine tàn sát dân thường trước khi bỏ chạy vì bị Nga tiến đánh. Ukraine điều tra dấu hiệu bất thường của binh sĩ được Nga trả tự do. Đức tính triển khai hàng trăm nghìn quân trong trường hợp xung đột với Nga. Đảng Dân Chủ Mỹ hoãn quá trình đề cử ông Biden. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những cập nhật nóng về tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Giữa lúc cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang căng thẳng, các nước phương Tây đã bắt đầu có dấu hiệu cho thấy họ muốn cắt viện trợ cho Ukraine, rút ống thở, kết liễu chính quyền Tổng thống Zelensky. Cụ thể, các chính trị gia châu Âu bắt đầu nói thẳng vào mặt Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng đất nước của họ có đủ vấn đề riêng. Theo các phóng viên điều tra quốc tế, để giữ thể diện trước thế giới, các lãnh đạo phương Tây vẫn tay bắt mặt mừng với nhà lãnh đạo Ukraine. Nhưng phía sau hậu trường, họ nói thẳng vào mặt Zelensky rằng đừng đòi hỏi nữa, bởi phương Tây đang chịu cảnh chi tiêu vượt quá thu nhập và nền kinh tế đang trên bờ vực khủng hoảng. Các chính trị gia phương Tây cảnh báo Tổng thống Ukraine nên chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất sắp ập đến, vì quyền lực ở phương Tây sắp bị đảo lộn, gần như chắc chắn viện trợ sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Minh chứng đầu tiên cho việc phương Tây bắt đầu cắt viện trợ cho Ukraine, đó là việc chính phủ Đức đã thông qua dự thảo ngân sách cho năm tới, trong đó nguồn viện trợ cho Ukraine sẽ giảm đi một nửa. Động thái giảm 50% viện trợ chỉ là bước đệm để thông báo việc cắt hoàn toàn trợ giúp là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tại Ukraine, tiếp nhận thông tin này, Tổng thống Zelensky dường như phát điên vì biết chắc chắn bản thân sẽ chết nếu không còn viện trợ. Zelensky đang bất lực chờ tới ngày toàn bộ đội quân của ông ta bị tiêu diệt. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine cho rằng chính Zelensky đã đưa đất nước đến tình trạng nguy kịch, chứ không phải do phương Tây ngừng viện trợ. Trong một diễn biến có liên quan, thủ đô Kiev của Ukraine thời gian gần đây đã tràn ngập đặc vụ Nga và chính quyền Zelensky không thể làm gì ngăn chặn. Thậm chí, đặc vụ Nga đã thâm nhập cả vào trong Quốc hội Ukraine, nắm rõ toàn bộ các thông tin quan trọng. Có vẻ như Nga đang sắp xếp trước ngày tàn cho chế độ Kiev khi nắm được thông tin phương Tây cắt hẳn viện trợ cho Ukraine. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, lực lượng quân đội Nga vừa tìm thấy hàng chục thi thể thường dân Ukraine thiệt mạng do bị chính lực lượng vũ trang Ukraine sát hại. Những thi thể dân thường xấu số này được tìm thấy dưới tầng hầm của các ngôi nhà ở khu vực Donetsk. Theo nguồn tin, một số nạn nhân đã bị bắn, những người khác bị trúng đạn cháy và một số thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Được biết, phần lớn người thiệt mạng là người già, nhưng nạn nhân cũng có cả nam giới ở nhiều độ tuổi khác nhau. Phía quân đội Nga cho biết, khi họ tràn vào đánh chiếm khu vực Donetsk, quân Ukraine đã nhanh chóng tháo chạy. Nhưng binh lính Kiev không muốn dân thường ra chào đón và ủng hộ quân đội Nga, nên đã ra tay tàn sát người dân trong khu vực. Lính Ukraine lo ngại người dân của mình sẽ tiết lộ các thông tin cho phía quân đội Nga. Phía binh lính Nga vô cùng bất bình trước hành động vô nhân đạo, mất nhân tính của quân đội Ukraine, quyết truy đuổi đến cùng theo hướng rút lui của nhóm toàn quân Ukraine tại Donetsk. Theo truyền thông Ukraine, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 35, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine DIU và Bộ Tư lệnh phụ trách tù nhân chiến tranh thông báo điều tra nghi vấn một binh sĩ từng hợp tác với Nga trong thời gian giam giữ. Hôm 17 tháng 7, Nga và Ukraine đã trao đổi 95 tù binh mỗi bên theo thỏa thuận do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE làm trung gian. Không lâu sau, binh sĩ Ukraine tên Viktor Leleka Lakhno gửi đơn tố cáo quân nhân Maxim Bobilev, người được trả tự do vào ngày 17 tháng 7, đã tham gia đánh đập các binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov và thông đồng với ban quản lý nhà tù ở Nga. Lakhno là binh sĩ từng tham gia chiến đấu ở thành phố Mariupol, sau đó cũng bị Nga giam giữ và được trả tự do. Trong đơn tố cáo, Lakhno nói, Bobilev rất thân với cai ngục Nga tên là Kotik, người được cho là đã tra tấn các binh sĩ Ukraine. Lakhno cũng chia sẻ thông tin do các quân nhân khác cung cấp nhằm chứng minh Bobilev đã hợp tác với Nga. Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto cho biết, Hungary sẵn sàng trở thành địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Theo lời ông Szijjarto, Hungary luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi, an ninh và cơ hội bình đẳng cho cả hai bên. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch EU của mình với sứ mệnh hòa bình, đã thăm Ukraine, Nga, Trung Quốc và hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington. Ông Orbán cũng thảo luận việc đạt được hòa bình ở Ukraine với ông Donald Trump tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida.
Hôm 14 tháng 6, Tổng thống Nga Putin đã nêu các điều kiện để giải quyết tình hình ở Ukraine. Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15 tháng 7 cho biết, đại diện Nga nên tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai ở Ukraine, dự kiến tổ chức vào tháng 11 tới. Một ngày sau khi tổ chức diễn đàn dành cho các nhà lãnh đạo châu Âu tại cung điện Bethlehem, Thủ tướng Keir Starmer tiếp tục nỗ lực nâng cao vai trò của Vương quốc Anh trong các vấn đề quốc tế bằng cách mời Tổng thống Zelensky phát biểu trước nội các của mình. Văn phòng của ông Starmer cho biết, nhà lãnh đạo nước ngoài gần đây nhất được mời dự một sự kiện như vậy là Tổng thống Mỹ Bill Clinton vào năm 1997. Thủ tướng Starmer nhấn mạnh với nhà lãnh đạo Ukraine rằng Anh sẽ làm nhiều hơn trong những tháng tới để giúp nước này đối phó với Nga, bao gồm một hiệp ước hỗ trợ xuất khẩu quốc phòng mới để giúp Kiev tăng nguồn tài chính xuất khẩu. Thủ tướng Starmer tuyên bố, Ukraine đang và sẽ luôn là trọng tâm trong chương trình nghị sự của chính phủ hiện nay, và vì vậy, thật phù hợp khi Tổng thống Zelensky sẽ có bài phát biểu mang tính lịch sử trước nội các của tôi. Anh là nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào năm 2022. Ông Starmer tái khẳng định cam kết của London với Kiev sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử đầu tháng này. Một bộ chỉ huy điều phối hỗ trợ cho Ukraine thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ được thành lập tại Đức vào tháng 9 tới. Phát biểu khi tham dự hội nghị Hội đồng Chính trị châu Âu ở Anh vào ngày 18 tháng 7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, chúng tôi đã nhất trí thiết lập một bộ chỉ huy để điều phối, cung cấp hỗ trợ an ninh và đào tạo cho Ukraine. Bộ chỉ huy này sẽ vận hành vào tháng 9, có 700 nhân viên ở Đức và sẽ cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine, cũng như điều phối các nỗ lực của các đồng minh NATO. Tại hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập NATO tại Washington, Mỹ, các nước đồng minh đã quyết định tăng cường hơn nữa khả năng răn đe và phòng thủ, củng cố sự hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần phản đối việc mở rộng NATO. Ông cho rằng việc Ukraine gia nhập liên minh quân sự này sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia trực tiếp đối với Nga, đồng thời nhấn mạnh Moscow coi tình trạng không liên kết của Ukraine là cực kỳ quan trọng để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm. Theo TASS, tại Mỹ, cựu thống đốc Arkansas và cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Asa Hutchinson cho biết, Đảng Cộng hòa Mỹ cho đến nay vẫn chưa thể đạt được sự đồng thuận về mức độ hỗ trợ trong tương lai của Mỹ cho Ukraine. Ông Hutchinson nói, tôi nghĩ ông Trump là một nhà đàm phán. Ông ấy đã nói rõ rằng ông muốn chấm dứt cuộc chiến đó. Đó không phải là quan điểm thống nhất trong Đảng Cộng hòa. Và do đó có một cuộc tranh luận về mức độ hỗ trợ, việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine và cách chúng tôi giải quyết vấn đề đó. Và vì vậy, tôi không thể nói thay cho người được đề cử. Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa Mỹ đã khai mạc vào hôm 15 tháng 7 tại Milwaukee, bang Wisconsin. Các đại biểu tại đại hội đề cử tỷ phú Donald Trump làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ và thượng nghị sĩ James David Vance làm ứng cử viên Phó Tổng thống. Ông Vance đã liên tục ủng hộ chấm dứt việc cung cấp vũ khí của Washington cho Kiev và một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Đức xác nhận đang lập các phương án khẩn cấp để triển khai hàng trăm nghìn quân NATO trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Phòng vệ Nội địa Bundeswehr cho biết, kế hoạch triển khai bí mật của Đức vẫn đang được hoàn thiện và liên tục cập nhật. Quan chức này nhấn mạnh thêm, nhiệm vụ thiết yếu của Berlin là đảm bảo quá trình triển khai và hỗ trợ các lực lượng đồng minh và Đức diễn ra theo kế hoạch. Với tư cách chủ nhà, Đức sẽ đóng vai trò trung tâm. Theo kế hoạch của NATO, hàng trăm nghìn binh sĩ phải được cung cấp dịch vụ hậu cần và y tế liên tục. Xác nhận được đưa ra sau khi báo chí tuần trước dẫn nguồn giấu tên nói rằng Berlin đang chuẩn bị triển khai khoảng 800.000 quân NATO và 200.000 phương tiện qua lãnh thổ nước này trong trường hợp căng thẳng giữa phương Tây và Nga bùng lên thành xung đột toàn diện. Theo báo Người Bảo vệ của Anh, bà Ursula von der Leyen đã tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC với một chiến thắng vang dội tại Nghị viện châu Âu khi các nhà lập pháp chính thống đoàn kết chống lại các lực lượng chống Liên minh châu Âu và phe cực hữu. Hội trường Strasbourg nổ ra tràng pháo tay khi biết rõ rằng bà von der Leyen, người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cơ quan điều hành Liên minh châu Âu, đã giành được số phiếu vượt trên mức cần thiết để tái đắc cử. Một kết quả mạnh mẽ hơn cuộc bầu cử đầu tiên mà bà đắc cử vào năm 2019. Cụ thể, bà von der Leyen giành được 401 phiếu ủng hộ, cao hơn mức cần thiết 41 phiếu. Chỉ có 284 nghị sĩ bỏ phiếu chống, 15 người bỏ phiếu trắng và 7 phiếu vô hiệu. Chiến thắng này đã củng cố vị thế của bà von der Leyen với tư cách là một trong những chủ tịch Ủy ban châu Âu có ảnh hưởng nhất trong lịch sử.
Bà von der Leyen được đánh giá cao vì sự hỗ trợ sớm và rõ ràng dành cho Ukraine, cũng như một phản ứng tiên phong đối với đại dịch COVID-19, dẫn đến việc chung mua vaccine và khoản vay chung đầu tiên với việc thành lập quỹ phục hồi COVID. Phát biểu tại phòng họp ở Strasbourg, bà von der Leyen kêu gọi tất cả các lực lượng dân chủ trong Nghị viện châu Âu ủng hộ bà và công bố một loạt ưu tiên cho nhiệm kỳ thứ hai của bà. Bà von der Leyen nói, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận rằng những kẻ mị dân và những kẻ cực đoan đang phá hủy lối sống châu Âu của chúng ta. Hãng tin RT cho biết Đảng Dân Chủ Mỹ ngày 18 tháng 7 thông báo hoãn buổi bỏ phiếu trực tuyến về việc đề cử Tổng thống Joe Biden làm ứng viên đại diện đảng ra tranh cử. Buổi bỏ phiếu ban đầu dự kiến diễn ra vào tuần tới, nhưng hiện giờ được lùi sang một thời điểm trong tháng 8. Những ngày gần đây, một số đảng viên Đảng Dân Chủ phản đối việc gấp rút thực hiện tiến trình trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Trong thư gửi tới 186 thành viên, hai lãnh đạo của Ủy ban Quốc gia Dân Chủ nêu rõ, quá trình này không cần phải vội vàng, sẽ không có bất cứ cuộc bỏ phiếu nào trước ngày 1 tháng 8. Mặc dù vậy, các quan chức này khẳng định phiên bỏ phiếu trực tuyến sẽ vẫn diễn ra trước Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, dự kiến từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8. Nhằm đáp ứng thời hạn bỏ phiếu của tiểu bang và tránh các vụ kiện tiềm ẩn. Ngày 18 tháng 7, một thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Liban đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel tại Jiban Anbun ở tây nam Liban. Theo các nguồn tin quân sự Liban, thiết bị bay không người lái của Israel đã phóng 3 tên lửa không đối đất vào chiếc ô tô đang di chuyển ở vùng núi Jiban Anbun giữa thị trấn Sidi Quine và Jibine ở phía tây nam Liban. Người thiệt mạng là Hassan Muhanna, một thủ lĩnh phong trào Hezbollah tham gia các hoạt động quân sự ở phía tây khu vực biên giới ở miền nam Liban. Cùng ngày, Israel đã sử dụng thiết bị bay không người lái cùng máy bay chiến đấu để tiến hành 7 cuộc không kích vào 5 ngôi làng và thị trấn ở khu vực biên giới phía nam Liban. Căng thẳng dọc biên giới giữa Liban và Israel leo thang kể từ hồi tháng 10 năm ngoái. Hezbollah đã tiến hành nhiều cuộc tấn công các căn cứ của Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine. Đáp lại, quân đội Israel cũng tiến hành nhiều cuộc không kích sâu vào lãnh thổ Liban, nhắm vào các vị trí của Hezbollah. Ngày 18 tháng 7, đài truyền hình nhà nước BTV của Bangladesh cho biết những người biểu tình đã đốt trụ sở của cơ quan này đặt tại Rampura, thuộc thủ đô Dhaka. Hiện nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt ở bên trong. Theo một quan chức giấu tên của cơ quan truyền thông nói trên, hàng trăm người biểu tình đã xông vào trụ sở, phóng hỏa đốt ít nhất 60 phương tiện và một tòa nhà văn phòng. Theo lời kể của ông, những người biểu tình ban đầu phóng hỏa một đồn cảnh sát ở Rampura sau khi cảnh sát nổ súng nhằm vào họ. Tiếp đó, những người biểu tình đuổi theo các cảnh sát trong khi tìm cách trú ẩn tại văn phòng của BTV. Sau đó, những người biểu tình giận dữ đã gây ra tình trạng hỗn loạn tại trụ sở của đài. Các hình ảnh trên mạng xã hội Facebook cho thấy đám cháy đang nhanh chóng lan rộng. Đài truyền hình BTV đã kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp của lực lượng cứu hỏa trong bối cảnh nhiều nhân viên vẫn bị mắc kẹt ở bên trong. Các cuộc biểu tình này được xem là thách thức lớn đầu tiên đối với chính phủ của Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina kể từ khi bà đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 1 vừa qua. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Xin được kính chào tạm biệt.